Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 25 tháng 12 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Khu vực Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.